Ơi con ăn gì nào? Sữa. Con muốn đi mua gì ăn vậy? Ăn gì con? Ăn gì ạ? Cái gì ạ? Con ăn gì ạ? Kem hả? Mẹ mua cho em hộp kem. Con ăn gì sữa? Kem. Kem hả? Rồi xuống đây nè, xuống đây ngồi chỗ ăn nè. Rồi để cho đưa điện thoại con nha. Rồi đi đi, xuống đây con sữa. Xuống đây nè. Con xuống đây nè, con ăn kem. Xuống đây nè con. Từ từ con ơi. Có cái muỗng không? Cái gì? Cái gì? Gì ngon ngon? Cái gì vậy? Con lại ngồi đây nè. Con ngồi ghế nè. Sữa. Ngồi ghế bên kia con. Lạnh không? Lạnh không? Cho em cái ghế đi nè. Cho em mượn cái ghế đi, con qua ngồi với mẹ Duyên kìa. Nè sữa lên ngồi sữa. Cho sữa lên ngồi mà anh quay. Cho sữa nó ngồi kìa. Vô. Mệt à. Mà nhoi ghê luôn mà sữa ơi. Cái muỗng ngon ơi, ơi lấy cái mùa ba Hương cái ghế nè. Sao không có mùa? Rồi rồi. Sao không có mùa? Rồi, ghế cho. Rồi cho em cái muỗng, cho sữa cái muỗng đi. Đây lâu rồi sữa mới được ăn kem. Tại vì bữa giờ sữa bị cảm. Vừa tới nơi vậy luôn. Mở mở nó con Tư. Ờ chị hai mở nè. Này sữa là cái làm gì cũng tự làm đó. Ăn kem của tụi múc ăn. Ngon không con? Ngon không sữa? Sữa? Con ngon không? Con ăn ngon con? Hả? Ngon không? Ngon không? Ngon không Trang với đây? Đút cho miếng này. Ừ, không đút chị hai gì? Đút chị hai trước đi. Wow, thật là ngon. Sữa Thảo ăn lắm nha quý vị dạ. Đó, phải tập cho bé từ nhỏ Thảo ăn nha. Cha tới cha. Thảo ăn chia sẻ. Biết người nào lớn cho người lớn ăn trước nhau. Mời người lớn trước. Ủa nó ngon. Ngon không vậy? Cái này kem dừa. Kem dừa hả? Kem dừa ngon không? Ngon không? Cho một miếng nữa đi. Cho cha một miếng nữa đi. Ngon. Mình hấp dẫn. Con ăn đi, con múc con ăn đi. Trời ơi ngon rồi nha. Thảo ăn quá. Bữa nay con vui không? Ừ con ăn đi. Bữa nay con vui không? Cho Thảo nón con ra cho con mát mẻ nha. Cho quạt cho con nha. Không thì gái thì đi đã nó trốn. Sao con mới té hay vậy? Sao chạy đường vậy? Hả? Ngon lắm. Nay ăn không? Hai mẹ kêu phải ăn mì gói rồi mới được ăn kem. Con ăn mì trước đi rồi là cho con ăn. Con ăn không con? Ờ rồi cho con mượn điện thoại ha, để con quay con chụp hình ha. Rồi ờ rồi cho quay em xong rồi cho con mượn ha. Giỏi, phải ăn mì gói ăn ngon ngoan giống em nè. Em tự ăn à?
Thú Vịnh muốn mượn điện thoại để chụp hình mọi người, quay phim mọi người. Còn mẹ thì kêu phải ăn cho no đi, trễ rồi, sợ Thú Vịnh đói bụng. Đây, cho nè. Ngon con? Kem này kem gì? Kem gì? Kem chọc. Kem dừa. Kem dừa. Kem dừa. Dừa là ở đâu có nhiều? Không biết dừa ở đâu có nhiều không? Hả? Kem dừa, dừa ở đâu có nhiều biết không? Dừa là ở Bến Tre, ở quê nội á, đúng không? Quê nội của mình á. Quê nội là nhiều dừa nhất Việt Nam luôn á, biết không? Xứ sở dừa luôn á, đúng không? Đó, quê gốc Bến Tre, quê ngoại là ở Bình Chánh. Đất quá trời đất, chưa đổ mồ hôi rồi. Cho quạt cho con nha. Mát chưa? Đây, dơ, tay dơ. Mát chưa con? Có chuyện dính mình nha. Đây cho túc cho con ăn được không? Con tự muốn ăn hả? À? Con thấy tự mua, tự túc, tự lập phải không? Phải tự làm phải không? Phải không? Bữa nay con biết con đi đâu không? Hả? Ở đây là kêu bà Thảo Cầm Viên. Nói đây. Đây là Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên. Về chiều nói chuyện với bà ngoại, ông bà ngoại với bà nội nè. Thảo Cầm Viên. Có nhiều thú. Thú có con gì, có con gì? Có con gì nè? Cọp. Ờ, con cọp phải không? Nhớ con cọp đó. Con cọp còn con gì nữa? Xấu. Tại sao kêu là con có xấu? Tại nó xấu quá. Ôi, lạnh không? Không lạnh hả? À, bạn Thế Vĩnh hồi đó, bạn Thế Vĩnh có một mình bạn Thế Vĩnh à, nên cha mẹ có nhiều thời gian dẫn Thế Vĩnh đi đây đi chơi, đi đây đó chơi. Còn giờ trà sữa nên có hai đứa hơi bận, giờ công việc hơi nhiều nên ít khi dẫn mình trà sữa đi chơi. Đây là lần đầu tiên mà trà sữa tới Thảo Cầm Viên. Hồi đó bạn Thế Vĩnh chưa biết đi là đã tới Thảo Cầm Viên chơi rồi, nên trà sữa mà đi ra ngoài được, ngoài đường nó cảm thấy nó vui vẻ thoải mái, thích, cảm thấy là chào giả đây nè. Chào lại. Sao không đút chàng gì nữa? Con đi mời mọi người ăn đi. Con đi mời mọi người ăn đi, con ăn mình vậy. Con đi mời tất cả mọi người ăn đi. Lâu rồi mới được ăn kem, bữa giờ bệnh không dám cho ăn kem. Ngon không con? Nè ăn đi, hung cho gái đi cho ăn kem nữa. Đây không cho cái. Không cho cái đi. Ừ, cái nữa. Đây nè. Hạ cho đi. Hạ à, dạ. Rồi dạ khán giả luôn. Dạ khán giả kìa. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn. Cảm ơn. Con tên gì? Bầu à. Con tên gì? Bầu à. Bò gì? Con tên trà sữa. Cái Ngọc Diệp. Rồi con làm điệu đi rồi cho con. Điệu sao đâu? Rồi làm gì nữa đâu? Còn làm đẹp đâu? Làm đẹp đi. Làm đẹp đi, cười duyên đi, cười duyên đi. Cười duyên đi, cười duyên đi. Đây chị chùi tay rồi cho đưa tay cho chùi cho con. Nè, cung cái nữa đi. Ôi đã quá, cái nữa đi. Ôi cái nữa đi. Ôi cái nữa đi. Chào hùng con ha. Cái này trùng cái này trùng cái hả? Hết xong rồi con, hết xong rồi, để em ăn hết kem này cho con mượn nha. Ê bự lắm, từ từ lạnh lắm. Cho mượn khăn cho trùng miệng con nha. Ê lạnh, ăn từ từ thôi. Để cho chùm miệng con nha. Đừng muốn cho chân lấy chân nha. Đó, cục vàng nè. Đây là mặt áo màu vàng, là cục vàng luôn đó.
Nét không? Trời, thấy bà Ngọc mấy chục hình vậy. Quay nhỏ ăn kem thấy bà có bà sao tự nhiên mới tạo dáng mới chụp hình nhìn muốn xỉu hả? Không nhìn đâu hả? Ghê quá ha con, tưởng có con thú nào sống chuồng nè tạo dáng mình như hết hồn hả con? Hả lạnh hả? Lạnh lắm hả? Lạnh lắm á đó. Đó sữa biết lạnh lắm nha quý vị nha. Anh ăn đi, ăn đi, ăn đi con, ăn đi ngon không? Lạnh không? Lạnh không? Đây chùi mở con nè. Kìa phía sau con có hai con thú chụp hình kìa. Vô. Cho cha miếng đi. Sắp hết tô kem rồi mình uống sữa nha con. Thử có năng lượng mình đi chơi tiếp ha, mình ở đây tới chiều ha. Sắp xong rồi con. Để tôi thui chụp gì. Cho chị Hai ăn cái nào. Đây là chị Hai chụp sữa cho chị Hai của chụp sữa. Giang Nghi Hân. Nay đi thui con, nay đi thui rồi. Ngon không? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đó. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Đó, ngon chưa? Ê, gớt con. Sữa. Rồi, đi uống sữa nha con. Rồi, mời mẹ ăn đi. Con lại con mời mẹ ăn đi. Con mời mẹ ăn. Đấy nè, đứng lại mày á, đừng có ngồi chỗ. Đi xuống. Rồi nè, tới giờ ăn mì rồi nè. Rồi, thôi đây cha dẹp ổ kem đi để ăn miếng mì nha. Trưa ở đây không có món gì ăn quý vị nhà ơi, chỉ có mì gói thôi à. Rồi chào quý vị theo dõi trà sữa nha, theo dõi Thu Vừa. À, theo dõi kênh Thu Vừa con, cảm ơn quý vị rất là nhiều, chào tạm biệt quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo.